Hello các em, chúng ta sẽ tiếp tục với lại game Tata Pumpkin giải cứu công chúa và đang bắn đến bước là tường thứ mấy này. Ok, và chúng ta đã bắn chết tên lính béo. Khá là khó, còn 20 đạn nữa. Đổ được đằng trước thì nó không đổ đằng sau. Khó khăn. Điều chỉnh độ cao. Tới rồi nè. Không làm gì được các bạn. Chơi lại trận này nhé. Đây. Bắn xuyên qua cái này. Không được. Đây là một trò chơi kiểu dạng như là Angry Birds ấy. Nhưng mà độ bắn của nó sẽ khó hơn, tại vì Angry Birds nó có cái tâm ngắm. Còn cái này nó sẽ không có tâm ngắm. Ôi trời ơi. Mình chưa chỉnh độ cao, mình đã định bắn, mình đang định chỉnh lại. Thank you.
rồi, súng tên lính luôn. May quá đủ đạn để qua cái cửa này. Cái cửa vừa rồi bắn tên béo thì mình đã bắn qua nhưng mà không kịp quay lại, tại vì đang có khách. Ôi trời, bắn cao quá. Rồi. Bắn lại à? Cái đạn này nó lại có căn tâm này. Chắc là do vừa nãy mình kích và mình mua ấy. Mua cái đạn nó có căn tâm. Đạn căn tâm thì sẽ dễ bắn hơn nhưng mà mình mất cái nước tăng lực để mua. Bắn xa như là mình điều chỉnh. Có đạn căn tâm thì bắn sẽ rất là dễ dàng hơn. Ok, đã qua cửa. Cứ đến bao giờ mới cứu được công chúa. Hai cửa không cần nha. Sẽ phải mất đến 3 viên để phá cái cửa đầu tiên này rồi. Ba tên là xa. Hai trên này có tới không? Ui giời, gần tới. Trúng. Trúng một tên. À đây có đạn đây. Mình đang có 200 nước tăng lực. Chết rồi, còn có một viên. Khả năng vẫn phải mua thêm một viên nữa. Để qua cửa ai này. Bay người luôn. Trời, tan 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 tan. Qua 470 thuốc nước. Ôi, mất tiền rồi. Mất tiền để mua rồi. 6.000. 6.000 gì không biết. À, 6.000 tiền thật. Qua cửa đi theo. Ủa, cửa đấy.
Ôi, đây còn một vị nữa. Một vị nữa. Đâu? Sao mấy cái vị kia bị rụng rồi? Tôi yêu này, bắn trúng cái viên kia để nó rơi tảng đá xuống. Thế là xong phim. Đấy, phương pháp qua cửa ai này duy nhất là các bạn bắn vào cái viên đá cuối cùng, nó đổ đá xuống, đá to nó sẽ nằm trên cái đỉnh. Còn các bạn bắn từng tên một là sẽ không thắng được. Ôi trời ơi, muốn qua cái sang tiếp theo, bảng tiếp theo thì phải mất 299 cái nước tăng lực. 299 nước tăng lực thì các bạn mới sang được, mở được cái cửa ai tiếp theo, level tiếp theo ấy. Còn nếu mà muốn mở khóa thì đợi 24 tiếng, theo mình hiểu là như vậy. Thế là mình không được. Cửa ai thứ 17 là không chơi được. Thế là mình xin còn rất nhiều bảng ấy. Đấy, đằng sau rất nhiều bảng. Mình xem là 2, 4, 6, 8, 9. 9 bảng, mỗi bảng có 16 level. 9 nhân 16 là khoảng bằng 144 level. Tổng là 144 level nhé. Đấy, 144 level. Mình xem là kiếm được thêm nước tăng lực không thì mình sẽ cày, còn nếu mà không thì mình sẽ chuyển sang game khác nhé. Mình sẽ review game khác với em, anh sẽ review game khác với em nhé. Tạm dừng cái game này ở đây để bắn thử lại xong đi vào một như nào. Thì các em có thể tải game qua cái đường link ở bên dưới phía mô tả anh để. Phần mô tả cho nó có đường link. Ok, anh xin phép dừng like cái game này ở đây. Các bạn muốn tải game này để chơi thì vào đường link ở bên dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và ấn subscribe kênh của anh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.